Mình chào tất cả các cô chú anh chị khán giả nha. Thì hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2022. Thì hôm nay là mình sẽ tiếp tục cập nhật về thông tin cầu Mỹ Thuận 2 ở phía hai bên bờ trụ tháp Di Văn Vĩnh Long và Tiền Giang, cũng như là phía đường dẫn hai bên bờ Vĩnh Long và Tiền Giang cho cả nhà mình được biết nha. Thì hiện tại phía trước mặt các cô chú anh chị đây đó là trụ tháp Di Văn phía bên bờ của Tiền Giang. Hôm nay thì mình thấy là đã dỡ những cái giàn giáo ở phía dưới rồi cả nhà. Ở phía dưới chỗ cái dầm ngang đó thì mình thấy đã bắt đầu là tháo dỡ bớt những cái giàn giáo ở đây rồi. Đó thì mọi người thấy không, cái khoảng trống rất là lớn này ha. Hôm trước thì mình thấy là có một cái đỡ ở dưới á, nhưng mà hôm nay thì mình thấy là các anh công nhân, các anh kỹ sư đã tiến hành tháo bỏ ra rồi. Thì cũng còn phía bên dưới thôi, nhưng mà mình nghĩ chắc cũng vài hôm nữa thôi là mình sẽ tháo bỏ hết những cái giàn giáo màu xanh xanh đó cả nhà. Còn phía bên bờ của Vĩnh Long á, thì hôm nay mình thấy là chưa có tháo cái giàn giáo nha. Còn bên Tiền Giang thì đã tháo rồi. Thì trụ tháp Di Văn hôm nay thì mình thấy đã xây lên rất là cao, đã đến đốt thứ 17 hay là 18 gì đấy cả nhà ơi, rất là cao rồi ha. Đó, người xem ha, rất là cao. Còn phía bên trong á, là phía đường dẫn á, thì mình thấy là chậm hơn phía bên bờ Vĩnh Long một tí ha. Còn bờ Vĩnh Long thì mình thấy còn có một chút xíu nữa thôi là sẽ nối liền, đã chút xíu nữa thôi thì sẽ hợp long lại với nhau tất cả rồi. Nhưng mà phía bên bờ của Tiền Giang thì mình thấy là còn rất là nhiều phần trống nè, chưa có đổ bê tông nè, chưa có đổ mặt đường phía trên ha. Còn phía bên bờ Vĩnh Long thì mình thấy là gần như đã hoàn thành rồi cả nhà ơi. Cũng rất là mừng, mình thấy là cái tiến độ làm rất là mau ha. Thì hôm nay là ngày Chủ nhật, nhưng mà mình thấy là các thứ hai, các anh kỹ sư, các anh công nhân làm rất là đông. Những ngày thứ bảy, Chủ nhật cũng vậy, làm rất là đông nha. Không có nghỉ ngày nào hết á cả nhà. Kể cả những ngày lễ, những ngày Tết thì các anh đều làm. Qua đây thì cũng cảm ơn các anh công nhân, các anh kỹ sư cũng như là ban quản lý cầu Mỹ Thuận 2 rất là nhiều ha. Đã ngày đi làm việc để mà sớm mang lại cho bà con miền Tây một cái cầu Mỹ Thuận 2 ha. Cảm ơn mấy anh rất là nhiều. Thì hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2022. Tiến độ hoàn thành cầu Mỹ Thuận 2 đã hoàn thành tới đâu rồi? Thì bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị cùng nhau xem toàn cảnh video cầu Mỹ Thuận 2 ngày hôm nay như thế nào nha.